Chào mừng các em học sinh đã đến với tiết học môn giáo dục công dân ngày hôm nay. Hôm nay cô và trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 13, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Nội dung bài học hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh. Phần thứ hai, thuế và vai trò của thuế. Phần thứ ba, trách nhiệm của công dân. Trước tiên, cô mời chúng ta quan sát một số hình ảnh sau. Các em hãy cho biết đây là hoạt động gì. Hình 1 là hoạt động sản xuất hàng may mặc. Hình 2, sản xuất thực phẩm đông lạnh. Hình 3, dịch vụ giao thức ăn. Hình 4, dịch vụ cắt tóc. Và hình 5, hoạt động trao đổi hàng hóa. Theo các em, các hoạt động chúng ta vừa theo dõi có mục đích chung là gì? Các hoạt động chúng ta vừa theo dõi tuy khác nhau nhưng chúng đều có mục đích chung, đó là thu lợi nhuận. Như vậy, những hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là hoạt động kinh doanh. Vậy kinh doanh là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, nội dung bài học, kinh doanh và quyền tự do kinh doanh. Khái niệm đầu tiên đó là khái niệm kinh doanh. Kinh doanh là hoạt động sản xuất dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Từ khái niệm trên, các em hãy cho cô một số ví dụ về hoạt động kinh doanh mà các em biết. Ví dụ, hoạt động sản xuất hàng hóa, sản xuất bánh kẹo, sản xuất lúa gạo, sản xuất giày, dép, v.v. Nếu như sản phẩm của những hoạt động này sử dụng trong gia đình thì không được gọi là hoạt động kinh doanh. Còn nếu sản phẩm những hoạt động này được đem ra trao đổi mua bán và mang lại lợi nhuận thì mới được gọi là hoạt động kinh doanh. Ví dụ về hoạt động trao đổi hàng hóa, bán hàng tạp hóa, bán thực phẩm, bán xe máy, v.v. Ví dụ về hoạt động dịch vụ, du lịch, cắt tóc, internet. Vậy cô và trò chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về kinh doanh. Sau đây cô mời chúng ta theo dõi một tình huống sau. Tình huống 1. Trước đây, mẹ Lan làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Hiện nay, mẹ Lan muốn về nhà mở đại lý lớn để buôn bán với nhiều mặt hàng hơn, trong đó không có mặt hàng nào nhà nước cấm. Theo em, mẹ Lan có quyền về nhà mở đại lý lớn để buôn bán không? Vì sao? Ở tình huống trên, mẹ Lan hoàn toàn có quyền về nhà mở đại lý lớn để buôn bán vì việc thay đổi hình thức và quy mô kinh doanh là một trong những quyền của công dân. Vậy quyền của công dân trong kinh doanh là gì? Cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung tiếp theo. Quyền tự do kinh doanh. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức. Công dân có thể kinh doanh tại nhà, có thể kinh doanh qua mạng, có thể kinh doanh theo hình thức cá thể, có thể kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp, ngành nghề. Ví dụ, công dân có thể lựa chọn nghề cắt tóc, nghề kinh doanh quần áo, nghề dịch vụ du lịch, dịch vụ massage, v.v. Quy mô, tùy thuộc vào điều kiện của cá nhân, công dân có quyền lựa chọn quy mô nhỏ như mở cửa hàng, quy mô lớn như mở đại lý hoặc doanh nghiệp. Công dân có quyền tự do kinh doanh, tuy nhiên việc kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của nhà nước. Vậy kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật là như thế nào? Cô mời chúng ta theo dõi một video sau. Thời điểm hiện tại, khẩu trang và nước rửa tay vẫn luôn là mặt hàng thiết yếu cho nhiều người tìm mua nhiều nhất để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, giữa lúc này thì các cơ quan quản lý thị trường mới đây đã phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang sử dụng giấy vệ sinh để làm nguyên vật liệu. Được biết cơ sở sản xuất này nằm tại Hà Nội và hiện mọi việc vẫn đang được làm rõ. Hôm ngày 13 tháng 2, ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội chia sẻ rằng đơn vị đã phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang tại công ty trách nhiệm hữu hạn TH nằm ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát giác hành vi làm khẩu trang độn bằng giấy vệ sinh của cơ sở sản xuất thuộc công ty TH. Nói về hành động gian dối trong việc làm khẩu trang của công ty, anh L, theo kỹ thuật của công ty TH cho biết, trước đó đã mua một cuộn giấy vệ sinh nặng 40kg vận chuyển từ Bắc Ninh lên cơ sở sản xuất của công ty tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Sau khi vận chuyển đến công ty, cuộn giấy này được đưa vào máy, cho chạy vào khẩu trang 4 lớp, thay thế bằng vải kháng khuẩn bên trong.
40kg giấy vệ sinh này, xưởng sẽ sản xuất được khoảng 2-3 thùng, mỗi thùng được 50 hộp khẩu trang. Dĩ nhiên, quy cách đóng gói cũng giống nhiều hộp khẩu trang thông thường với mỗi hộp 50 chiếc, giá bán từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một chiếc. Nam nhân viên cho biết, xưởng đã sản xuất những chiếc khẩu trang đột giấy vệ sinh từ mùng 2, mùng 3 Tết. Lượng hàng bán ra thị trường khá nhiều, song vẫn còn lại một phần chưa kịp tiêu thụ thì lực lượng chức năng phát hiện. Theo cơ quan kiểm nghiệm, thì số khẩu trang y tế này chỉ là hàng thông thường, dù có 4 lớp nhưng bên trong chỉ là giấy vệ sinh, loại vải không hút nước, không dệt, chỉ có màu xanh bên ngoài và trắng bên trong, lớp lọc thấu khí cũng không tắm nước và không hề có lớp kháng khuẩn. Là mặt hàng còn thiết giữa mùa dịch bệnh corona hoành hành nên người dùng cần càng quan tâm hơn về vấn đề sản xuất cũng như nguyên liệu dành cho những chiếc khẩu trang y tế. Hy vọng đây chỉ là con sâu làm sầu nồi canh và sau vụ việc này sẽ không có cơ sở sản xuất nào. Qua video trên, các em hãy cho biết công ty VH đã vi phạm hành vi gì trong kinh doanh? Em có nhận xét gì về hành vi của công ty VH? Và hãy nêu tác hại của hành vi đó. Như vậy, ở video trên chúng ta thấy rằng công ty VH đã vi phạm hành vi đó là kinh doanh khẩu trang giả bằng giấy vệ sinh. Và đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh, gây tác hại lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà dịch corona đang hoành hành. Chúng ta thấy rằng người kinh doanh ngoài việc được hưởng những quyền cơ bản của mình thì phải thực hiện nghĩa vụ kinh doanh, đặc biệt phải thực hiện tốt đạo đức kinh doanh. Như vậy, bên cạnh việc thực hiện quyền tự do kinh doanh thì người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ kinh doanh là tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của nhà nước. Kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của nhà nước, người kinh doanh phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép, không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như thuốc nổ, ma túy, mại dâm. Điều này thể hiện rất rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Như vậy, công dân không được phép kinh doanh những ngành, những nghề mà pháp luật cấm. Bên cạnh việc thực hiện quyền tự do kinh doanh thì công dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Vậy nghĩa vụ đối với nhà nước là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ hai: thuế và vai trò của thuế. Cô mời các em xử lý tình huống số 2. Bà H mở đại lý kinh doanh, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng, mỗi năm 120 triệu đồng. Cuối năm, bà đóng thuế môn bài đầy đủ, đúng hạn, 300.000 đồng vào ngân sách nhà nước. Em có nhận xét gì về số tiền bà H nộp vào ngân sách nhà nước so với tổng số tiền thu nhập của bà? Ở tình huống trên, chúng ta thấy bà H thu nhập mỗi năm khoảng 120 triệu đồng và bà nộp vào ngân sách nhà nước là 300.000 đồng. Như vậy, số tiền bà H nộp vào ngân sách nhà nước là một phần trong tổng thu nhập của bà H trong một năm. Hay nói cách khác, số tiền thuế mà bà H nộp vào ngân sách nhà nước là một phần trong tổng thu nhập của bà. Từ tình huống trên, các em hãy cho cô biết thuế là gì? Thuế là một phần thu nhập mà cá nhân, tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước. Khi kinh doanh, cá nhân, tổ chức kinh tế phải đóng một số loại thuế như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Và mức đóng của các loại thuế này như thế nào thì các em có thể tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy nguồn thuế nộp vào ngân sách nhà nước sử dụng để làm gì? Cô mời chúng ta quan sát một số hình ảnh sau. Ở trên màn hình chúng ta là một số công trình công cộng như hầm Thủ Thiêm, trường trung học cơ sở Văn Thân, công viên Tao Đàm, bệnh viện dã chiến Củ Chi. Vậy nguồn kinh phí ở đâu để nhà nước xây dựng những công trình công cộng đó? Nguồn kinh phí để xây dựng những công trình công cộng phục vụ cho lợi ích của nhân dân được trích từ ngân sách nhà nước và do nguồn thuế của người dân nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy, thuế do cá nhân và doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước và nhà nước sử dụng để chi cho các hoạt động chung. Cách khác, thuế là một phần thu nhập mà cá nhân, tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để nhà nước chi cho các hoạt động chung.
Và các hoạt động chung ở đây là gì? Ví dụ, chi cho việc trả lương cán bộ công nhân viên chức nhà nước, chi cho việc xây dựng các công trình công cộng, trường học, đường xá, chi cho phúc lợi xã hội, ví dụ chữa bệnh, xóa đói giảm nghèo, vân vân. Để vận động người dân tham gia đóng thuế một cách tự nguyện, Đảng và Nhà nước chúng ta đã có một số khẩu hiệu vận động như sau: tiền thuế để xây dựng và phát triển đất nước, tiền thuế là của dân, do dân đóng góp để phục vụ lợi ích của nhân dân, tiền thuế để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Như vậy, từ những câu khẩu hiệu trên, chúng ta thấy tiền thuế chính là nguồn thu từ nhân dân và phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Cụ thể, thuế có vai trò như thế nào? Chúng ta theo dõi bảng thuế suất sau. Mức thuế suất của một số mặt hàng: thuốc lá điếu 75%, rượu từ 20 độ trở lên 65%, vàng mã, hàng mã 70%, theo Điều 7 Luật Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bổ sung năm 2019. Sản phẩm là nước sạch, phân bón, đồ dùng dạy học 5%, sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, sản phẩm muối miễn thuế. Theo Điều 5 và Điều 8 Luật Thuế Giá trị Gia tăng sửa đổi bổ sung năm 2016. Như vậy, nhìn vào bảng thuế suất của các mặt hàng, chúng ta thấy với những mặt hàng khác nhau, mức thuế suất của chúng là khác nhau. Vậy tại sao có sự khác nhau mức thuế suất ở các mặt hàng? Đối với những mặt hàng là thiết yếu như là nước sạch, phân bón, đồ dùng dạy học, vân vân, chúng ta thấy rõ ràng nhà nước đánh thuế rất thấp, thậm chí được miễn thuế. Đối với những mặt hàng không thiết yếu, những mặt hàng độc hại thì nhà nước đánh thuế cao. Việc đánh thuế các mặt hàng khác nhau là khác nhau nhằm mục đích: thứ nhất, điều chỉnh cơ cấu kinh tế; thứ hai, ổn định thị trường; và thứ ba, đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. Và đó cũng chính là vai trò của thuế. Như vậy, vai trò của thuế là ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và góp phần phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Như vậy, trong kinh doanh, mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh và phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Em hãy liên hệ tại địa phương của mình xem thử người dân đã thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế như thế nào. Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng rằng hầu hết những cá nhân và doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh đều thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số trường hợp vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, như kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế. Và đó là những hành vi vi phạm pháp luật. Pháp luật nước ta quy định rất rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Và Điều 200 Bộ Luật Hình sự quy định về tội trốn thuế: người nào thực hiện các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính về các tội trốn thuế đã kết án về tội này hoặc các tội quy định tại Điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của bộ luật này được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Cô và các em vừa đi tìm hiểu xong về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Vậy để thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế này, công dân cần có trách nhiệm gì? Cô trò chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ 3 của bài học ngày hôm nay: trách nhiệm của công dân. Cô mời chúng ta theo dõi tình huống số 3. Nếu em thấy người hàng xóm của mình kinh doanh hàng cấm, không đăng ký giấy phép kinh doanh và trốn thuế thì em sẽ làm gì? Ở tình huống này, nếu chúng ta thấy người hàng xóm của chúng ta kinh doanh hàng cấm,
không đăng ký giấy phép kinh doanh và trốn thuế, thì đầu tiên chúng ta cần khuyên ngăn, giải thích cho họ hiểu đó là hành vi kinh doanh trái pháp luật. Và thứ hai, nếu họ không nghe, cần báo cho cơ quan pháp luật biết để xử lý. Tình huống thứ tư, nếu trong gia đình em có người kinh doanh thì em khuyên họ kinh doanh như thế nào để không vi phạm pháp luật. Ở tình huống này, để thực hiện việc kinh doanh không vi phạm pháp luật, trước tiên chúng ta cần thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh. Thứ hai, kê khai và đóng thuế đầy đủ. Thứ ba, không kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước cấm. Từ hai tình huống trên, các em hãy cho cô biết trong kinh doanh, công dân cần phải có trách nhiệm gì? Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế là: thứ nhất, sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh. Thứ hai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế. Thứ ba, tuyên truyền vận động mọi người thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Thứ tư, đấu tranh với những hành vi sai trái trong kinh doanh và thuế. Như vậy, ở tiết học ngày hôm nay, cô đã giới thiệu cho các em về khái niệm kinh doanh, quyền tự do kinh doanh, thuế, vai trò của thuế và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Để củng cố những nội dung bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng đi giải quyết một số bài tập sau. Bài tập 2, sách giáo khoa. Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng ban quản lý thị trường kiểm tra thấy cửa hàng của bà có tới 12 loại hàng. Vậy theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có, là vi phạm gì? Ở tình huống này, chúng ta thấy bà H có vi phạm quy định về kinh doanh. Hành vi vi phạm là kinh doanh không đúng mặt hàng đăng ký trong giấy phép kinh doanh và trốn thuế. Tiếp theo, chúng ta cũng đi vào một bài học trắc nghiệm sau. Trong các hành vi sau, hành vi nào là hành vi vi phạm về kinh doanh? A. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. B. Kinh doanh những mặt hàng có ghi trong giấy phép kinh doanh. C. Người kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. D. Kinh doanh các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh. Và E. Kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh. Như vậy, những hành vi vi phạm về kinh doanh là: A. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. C. Người kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. D. Kinh doanh mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh. Và E. Kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bài số 13 về thực quyền kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Các em về ôn lại nội dung bài học ngày hôm nay cho cô, làm bài tập sách giáo khoa và chuẩn bị nội dung bài số 14, quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động. Cô chào các em và chúc các em học tập thật tốt.